There's a wind and it's blowing. There's a current that's running deep. I can't see but I know it. This something's not what it's meant to be. Hearing brother against brother now. Anger grows on divided ground. Sometimes I think that I lost the sound of the calm inside of me. I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV và hôm nay hãy cùng mình review, khám phá và rao bán một căn penthouse trị giá 139 tỷ, khoảng 6 triệu đô nha các bạn, tại dự án The Metropole sẽ trông như thế nào. Bên đây chúng ta có một căn penthouse có diện tích lên đến là 263m2, nằm tại tầng 12 của phân khu Galleria thuộc dự án The Metropole. Và các bạn có thể thấy ở trên tầng này chúng ta chỉ có một căn penthouse duy nhất nằm tại vị trí mặt tiền sông thôi nha. Và nguyên cái phân khu The Galleria của Metropole, cái phân khu mà gần sông Sài Gòn nhất, thì chỉ có 3 căn penthouse như vậy thôi. Và hiện tại căn penthouse bên cạnh đã có chủ và còn 2 căn penthouse còn trống. Các bạn thấy được cái sự quý hiếm và khan hiếm của cái viên kim cương này đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có một tầm view panorama full kính với độ cao trần lên đến 5m6. Ở đây các bạn thể thấy là chúng ta sẽ view toàn cảnh thành phố. Và bên dưới chúng ta view được cả xuống hồ bơi của phân khu The Galleria nữa. Chúng ta hãy cùng qua đây. Rồi chúng ta hãy cùng qua ra ngoài ban công đi để tận hưởng cái tầm view nó đã hơn các bạn. Ở đây chúng ta có vị trí góc và tầm view này chúng ta sẽ view chọn về quận nhất. Chúng ta sẽ view các công trình biểu tượng như Bitexco, tòa nhà Techcombank và cầu Ba Son, cũng như là view toàn bộ quận nhất về ban đêm thì cực kỳ lung linh. Phía bên đây Thủ Thiêm chúng ta view qua quận nhất và ôm trọn quận nhất trong cái tầm view của nhà mình. Và các bạn thể thấy ở đây chủ đầu tư Sơn Kim Len đã làm những cái lan can kính rất là cao, rất là đẹp và rất là thoáng. Và đặc biệt mình đang đứng ở đây, các bạn thể thấy được cái sự mát mẻ, thoáng mát từ sông không? Gió rất là lớn. Ok, chúng ta hãy cùng khám phá tiếp cái không gian hành lang này. Đây là gọi là ban công hành lang, nhưng thật sự theo mình thì đây phải là một cái diện tích sân vườn hoặc có thể làm cái hồ bơi vô cực dài nha các bạn. Bởi vì cái diện tích của nguyên cái ban công này thôi đã lên đến hơn 80m2, tương đương một căn hộ 2 phòng ngủ. Và ở đây chúng ta có ban công nè, chúng ta có kính lui 2 lớp nè, rất là đẹp. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá tiếp. Phía đây đối diện, các bạn cứ tưởng tượng khi buổi sáng chúng ta mở cửa nhà bước ra, chúng ta sẽ ôm trọn sông Sài Gòn và chúng ta sẽ ngắm nhìn khu biệt thự Vinhome Ba Son ha, khu biệt thự trăm tỷ mà mình đang có phân phối. Chúng ta sẽ có những căn biệt thự từ 150 tới khoảng 750 tỷ nha các bạn. Và bên kia chúng ta có dự án Grand Maria Sài Gòn, căn hộ hàng hiệu của thương hiệu JW Marriott. Và phía bên đây là dự án Vinhome Golden River. Chia sẻ với các bạn chút xíu là mình đã phân phối dự án Vinhome Golden River từ khi nó mới mở bán. Và các bạn có thể thấy là nếu mà nhìn từ phía Thủ Thiêm này, chúng ta sẽ thấy Vinhome Golden River như một con rồng đang bay lên từ mặt đất các bạn. Các bạn sẽ thấy các tòa nhà uốn lượn và phía đây tòa nhà Sun Tower vừa được đổi tên thành Grand Tower thì sẽ là giống như cái đầu rồng vậy. Rồi chúng ta hãy qua phía bên đây. Hiếm có một căn penthouse nào tại Thủ Thiêm sở hữu được cái tầm view panorama nghe. Chúng ta sẽ có 3 mặt thoáng và gần như là chúng ta view vòng cung các bạn 180 độ. Thì ở đây chúng ta sẽ view về tòa nhà biểu tượng Việt Nam, Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam nha các bạn và cao thứ 8 thế giới. Và bên kia chúng ta sẽ thấy được căn penthouse hôm trước mình đã review ha, căn penthouse 150 tỷ. Và căn penthouse đó đã hiện tại đã cho thuê 10.000 đô rồi. Và đây chúng ta sẽ view toàn bộ khúc sông Sài Gòn phía này, view về Bình Thạnh. Và bên đây thì sắp tới kế bên căn penthouse này sẽ là khách sạn JW Marriott, một khách sạn 6 sao. Và các bạn yên tâm là căn penthouse này sẽ không bị chắn tầm view nha. Và tại vì do cái phân khu Galleria nó nằm sát sông, chiều cao không quá cao và tất cả các quy hoạch ở Thủ Thiêm á, những cái công trình nào mà gần sát sông Sài Gòn á thì chiều cao của nó không thể quá được khoảng 12 đến 15 tầng đâu. Nên các bạn yên tâm. Và phía đây chúng ta sẽ có công viên nha các bạn, công viên bờ sông cực kỳ đẹp. Căn penthouse này là một căn penthouse được xuất ngoại giao từ chủ đầu tư và hiện tại gia chủ đang rao bán lại với mức giá là 139 tỷ. Còn thời điểm đỉnh cao á, căn penthouse này có giá lên đến 175 tỷ các bạn. Cực kỳ hiếm có và khó mua nha. Ok, rồi chúng ta hãy cùng khám phá bên trong. Đây, phía bên đây chúng ta cũng trong nhà thì căn penthouse này đang được để thô và được decor theo layout hệ thống điện nước máy lạnh là theo 5 phòng ngủ. Và các bạn có thể thấy rất là đẹp ha.
Và gia chủ mới hoàn toàn có thể mua căn penthouse này để có thể decor thiết kế theo phong cách cũng như là sở thích cũng như là nhu cầu sử dụng của mình một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Và hiện tại căn penthouse này đang được rao bán và phân phối bởi Hải Đường Partner. Các agent của mình sẽ hỗ trợ các bạn. Hãy liên hệ ngay cho mình để chúng ta có thể đi xem nhà, thương lượng giá nếu anh chị các bạn đang có nhu cầu. Và ngoài ra bên mình đang nhận ký gửi các bất động sản tại khu vực trung tâm, tại các dự án nổi bật như The Markkill, The Grand Marina, Vinhome Golden River, The River, Metropole và Empire. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.